các bạn, hôm nay bác sĩ Hoa sẽ nói chuyện với các bạn về hóc dị vật. Hóc dị vật này cũng rất hay gặp trong đời sống thường ngày. Hiện tại bác sĩ Hoa đã gặp những trường hợp hóc dị vật rất là đáng tiếc xảy ra. Có những bệnh nhân đi học mẫu giáo đã tự nhét những đồ dùng, ví dụ như giấy hoặc những cái đồ chơi nhỏ qua đường mũi. Có những bệnh nhân cho cả những cái đầu bút chì có tẩy và có cả những cái sắt nối giữa bút chì và tẩy vào tận trong mũi. Đến khi bệnh nhân khó thở, chảy máu mũi về nhà, đưa con đến khám thì mới phát hiện ra rằng trong mũi con có cả tẩy của bút chì, có cả những miếng sắt nghiền với tẩy qua bút chì vào trong mũi. Và có những bệnh nhân có viêm mũi rất là lâu, chảy mủ và đi khám bác sĩ cho uống thuốc điều trị nhỏ mũi nhưng bệnh nhân vẫn không đỡ, nước mũi vẫn chảy nhiều và chảy dịch xanh như mủ. Đến khi đến khám bác sĩ tai mũi họng và bác sĩ nhi khám thì nghi ngờ bệnh nhân này có dị vật đường thở, đã đi khám và nội soi tai mũi họng thì phát hiện ra giấy và những cái đồ chơi, thậm chí cả những cái đồ chơi rất nhỏ như những hạt đỗ đã ở trong mũi và gắp ra. Thì khi đấy thì bệnh nhân điều trị mới khỏi. Và nguy hiểm nhất đó là tôi đã từng gặp những bệnh nhân hóc thạch, những cái thạch ăn đấy ạ, những cái thạch ăn đấy, cháu ăn, đang ăn và có thể đùa nghịch, có thể sặc vào phổi. Đã có những bệnh nhân gây suy hô hấp nặng và đã có một đời sống thực vật rất là đáng tiếc xảy ra. Nên hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cơ bản về sơ cứu hóc dị vật của trẻ trên 1 tuổi và dưới 1 tuổi. Chúng tôi chỉ hướng dẫn những cái cơ bản nhất vì chỉ hướng dẫn được trên mô hình. Còn khi bệnh nhân vào hóc dị vật, chúng tôi phải làm rất là khẩn trương. Những cái thao tác đấy rất là nhanh gọn cho nên không thể hướng dẫn cụ thể các bạn trên mô hình được. Hôm nay tôi có một mô hình em bé búp bê, chỉ có chắc là chỉ bằng các bạn 2-3 tháng thôi, cho nên có những cái động tác và có những cái thứ thì cũng có mặt hạn chế, nhưng các bạn nắm được những cái cơ bản để sơ cứu cho con xong rồi có thể đến bệnh viện kịp thời để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra, để có những cái hiệu quả tốt nhất. Trước hết là tôi hướng dẫn cho các bạn sơ cứu của trẻ dưới 1 tuổi. Hình con búp bê này thì hơi nhỏ một chút, cũng chính vì thế chúng tôi mới có thể làm kỹ lưỡng cho bạn. Trước hết vào bệnh nhân, tôi phải nhận định được bệnh nhân và tôi phải bế, bàn tay tôi phải vào đầu và làm sao cho cả đầu, cả vai và gáy để cho đầu cho thẳng. Và tôi cũng sẽ lấy một bàn tay bên cạnh, tôi cho vào hai xương cằm và tôi lật ngược lại. Đấy. Bệnh nhân, người tôi ở tư thế hơi cúi và tay tôi hơi tì vào đầu gối. Vì nếu chỉ tay tôi không thì sẽ đỡ trẻ khó và cấp cứu sẽ khó. Và động tác tôi sẽ tìm giữa hai bả vai, tôi sẽ lấy bàn tay, tôi lấy ở gót tay, bàn tay tôi giơ lên, tôi sẽ đập từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới, từ sau ra trước 5 lần. 1, 2, 3, 4, 5. Khi 5 lần đấy tôi quan sát nhìn bệnh nhân. Nếu như dị vật ở ngay ngoài miệng, tôi sẽ lấy tay, tôi móc dị vật đấy ra. Còn nếu dị vật đấy mà không nhìn rõ mà vẫn ở phía trong thì chúng ta sẽ không được tự lấy tay móc ra. Vô hình dung chúng ta sẽ ấn cái dị vật đấy vào sâu hơn và bệnh nhân lại khó thở hơn. Nếu như dị vật bà đã lấy được ra mà bệnh nhân hồng hào thì coi như các bạn đã thành công và rất là tốt. Nhưng trường hợp xấu hơn là bệnh nhân dị vật đấy vẫn chưa ra và bệnh nhân vẫn còn tím tái, không hồng hào, khóc không to. Chúng ta lật ngược bệnh nhân lại theo tư thế vẫn tay này, vẫn khuỵu, tôi vẫn tựa đầu gối, hai bàn tay tôi đỡ cổ cho sao thẳng,
và tôi xác định giữa hai đường vú tôi dùng hai ngón tay hoặc ba ngón tay để làm giữa xương ức, làm sao cho thích hợp. Để tùy bệnh nhân, tôi cũng làm 5 lần. Động tác cũng từ sau ra trước, từ trên xuống dưới. 1, 2, 3, 4, 5. Nếu thấy bệnh nhân hồng rồi, có dị vật thì chúng tôi sẽ lấy ra. Còn nếu không được, ta lại làm động tác như cũ. Tay giữ vào hai cằm và xuống, làm động tác lại như này lần nữa. Nếu không được, chúng ta sẽ đưa đi cấp cứu. Đấy là xong của trẻ dưới 1 tuổi. Đã hướng dẫn các bạn về sơ cứu hóc dị vật của trẻ dưới 1 tuổi. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn hóc dị vật của trẻ trên 1 tuổi. Con búp bê này tuy hơi nhỏ một chút, nhưng tôi hướng dẫn những cái động tác cơ bản để các bạn nắm được, để hướng dẫn cho làm tích cực cho con. Khác với bệnh nhân vừa nãy là chúng ta sẽ bế và đặt nằm trên tay, còn bây giờ chúng ta sẽ cho ngồi vào lòng. Và tay mình sẽ nắm đấm để làm sao cho nó chặt vào vùng giữa xương ức hai bên. Và một tay này giữ chặt tay này để có động tác gùi chặt. Chúng tôi cũng ấn từ trước ra sau, từ trên xuống dưới 5 lần. 1, 2, 3, 4, 5. Nếu dị vật mà ra đến miệng thì chúng ta cũng dùng tay để đưa dị vật ra ngoài. Còn nếu dị vật chưa được, chúng ta thấy bệnh nhân vẫn chưa khóc được, bệnh nhân vẫn còn tím, ta làm lại lần 2, cũng 5 lần. Từ trước ra sau và làm đúng 5 cái. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là nghiệm pháp Helix. Trong lúc mà mình làm, mình quan sát bệnh nhân. Nếu bệnh nhân tốt thì cháu sẽ khóc to hơn và hồng hào. Thì đấy, coi như mình làm liệu pháp đấy có hiệu quả. Và chúng ta vẫn phải chú ý, trong lúc mình cấp cứu vẫn nên nói với tất cả những người xung quanh là gọi cấp cứu, đội cấp cứu đến và đến đưa bệnh nhân đi hỗ trợ thì bệnh nhân sẽ có hiệu quả hơn. Vì một mình thì mình làm nhiều khi lúng túng và có khi sẽ không hiệu quả lắm, và có người hỗ trợ thì sẽ tốt hơn cho con và tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Rất mong các bố mẹ sau khi xem được và nghe được bác sĩ Hoa tư vấn, và các mẹ sẽ chăm sóc con được tốt hơn và có những hiệu quả tốt nhất. Mong các bạn thành công. Xin chào các bạn.